Come on, let's go for on the nearby trail. Thôi nào, chúng ta hãy đi theo cái đường đi bộ gần đây. Go for a short alchemy hike. Leo trèo đi bộ này. Resort kết quả tuna là con cá thu. Go for a hike, okay? Hike. Come on, let's go for a hike on the nearby trail. Imagine if we see a leopard. Imagine if we see a leopard. Imagine if we see a leopard. If see a leopard. Tưởng tượng là chúng ta gặp một con báo. Imagine if we see a leopard. We could go trekking in the Grand Canyon provided we had the right gear, but unfortunately we don't. Let's go to the mall and get some. Chúng ta có thể đi một cuộc hành trình đến cái dãy Grand Canyon miễn sao mình có những cái dụng cụ thích hợp. Nhưng rất tiếc là chúng ta chưa có, vậy hãy đi ra khu mua sắm để mua chúng. Mua một vài thứ, ok. Vậy là họ cần gì? Họ sẵn sàng đi chưa? Hay là họ cần mua dụng cụ, need to buy equipment? Hay là họ đã có tất cả những cái thứ cần thiết? Là họ cần đi mua thêm dụng cụ nha. They need to buy Are you friends with the guy sitting in the front row? Bạn có phải là bạn bè với cái ông mà đang ngồi ở hàng ghế trước không? Sitting. Singing. Singing là hát, sitting là đang ngồi này. Sitting. Đang ngồi ghế phía trước này, đúng rồi, sitting. Are you friends with the guy who's sitting at the front row? Are you friends with the guy sitting in the front row? Sitting. Sitting, đang ngồi ở ghế phía trước, hàng ghế trước. Hoàn thành câu này. All right, going sailing with you guys sounds fun. Assuming that we don't have a shipwreck on some tiny. Ok, được rồi, rất là tuyệt vời. Đi thả thuyền buồm với các bạn. Nghe thật là thích thú. Miễn rằng chúng ta không bị đắm tàu ở nơi những cái gì đấy, những cái đảo nhỏ hả? Crab là con cua, pirate là cua này. Crab, Pirate là pirate, hải tặc này. pirate, Island, island, hòn đảo. island, coconut, Coconut là trái dừa. coconut. Như vậy là đắm tàu ở những cái hòn đảo nhỏ nha. Tiny là nhỏ xíu. Vậy là lựa Island. chọn Island nha. So long as we bring enough clean water, we won't get dehydrated. The water in the Amazon is too dirty to drink, so we shouldn't try to. Miễn sao chúng ta có đủ nước sạch, mang theo đủ nước sạch để mà không bị mất nước. Cái nước ở vùng Amazon thì quá bẩn để uống, vì thế chúng ta không nên thử uống nó. Như vậy thì cái người nói này đang muốn gì? The speaker wants to drink water from the river, uống nước từ dòng sông này. Carry plenty of water, mang theo thật nhiều nước. Rely on only on rainwater. Dựa vào nước mưa thôi. Vậy là cái người nói này muốn mang theo thật nhiều nước đúng không? Carry plenty of water. How about we rafting? We always wanted rafting. How about we go rafting? To go. We always wanted. How To about go. we go Go. rafting? We always wanted to go To rafting. go. Rafting tức là đi trên cái bè nổi đó, thả trên cái bè nổi. Thế nào chúng ta đi trên bè nổi được không? Đó là điều mà chúng ta luôn luôn muốn, đó là đi bè nổi, ok?
guy standing outside the library is my tutor, Tom. He was a senior here last year. He helps quite a few of the students in my year. Cái người đàn ông đang đứng ngoài thư viện kia là gọi là gì, gia sư của tôi, tên là Tom. Anh ấy là học sinh lớp cao hơn ở đây vào năm ngoái. Anh ta đang giúp cho khá nhiều học sinh trong cái năm học của tôi. Như vậy Tom là ai? Tom là người đã tốt nghiệp năm ngoái, hay là mới bắt đầu học thôi, hay là một du khách lớn tuổi? Câu đầu tiên nhé, Tom là người đã tốt nghiệp năm ngoái. Graduated last year. That guy standing outside the library is my tutor, Tom. He was a senior here last year. He helps quite a few of the students in my year. Tutor là giống như gia sư, tức là những người dạy học, dạy kèm. Có thể là người đang học cùng với mình nhưng mà họ giỏi hơn, họ kèm mình thì gọi là tutor. Okay. Please ask the person sitting by the window. Làm ơn hỏi cái người ngồi cạnh cửa sổ. Sitting. Sitting, đúng rồi nè, đang ngồi. Singing. Singing là đang hát. Sitting. Please ask the person sitting by the window. Hoàn thành câu no was who got the best score on the test. Không. It. Me. Không phải, tôi chính là người đã có điểm cao nhất cho bài thi. Cho bài thi ấy, okay? No, it was me who got the best score on the test. Điền vào chỗ trống. I promise you that will be worth it when you get to the summit. Tôi hứa với bạn rằng thật xứng đáng khi mà bạn lên tới đỉnh, okay? I promise you that. Learning to swim, học bơi này. Skipping the hike, bỏ đi bộ này. Climbing the mountain, leo núi. Vậy là nói về leo núi đúng không? Tôi hứa với bạn rằng khi leo lên tới đỉnh á, sẽ thật là đáng giá. À, ok. Tôi hứa bạn rằng thật là đáng giá khi mà bạn leo lên tới đỉnh. Đó là nói về climbing the mountain, leo lên núi đó, leo núi. The professor speaks so fast that it's hard to take notes. Giáo sư nói nhanh đến nỗi mà khó có thể ghi chú, ghi chép lại. Giáo sư nói nhanh quá khiến khó có thể mà ghi chép lại, ghi chú. The professor speaks so fast that it's hard to take notes. Take notes. Notes. Notice. Okay, notice là thông báo. Notes là ghi chú, ghi chép này. Giáo sư nói nhanh đến nỗi khó có thể ghi chú lại, ghi chép lại được. Wow, don't you think the from here is pictures? Oh, bạn không nghĩ là quang cảnh ở đây đáng để chụp hình sao? View là quang cảnh, refund là hoàn tiền lại, solution là lời giải, tax là thuế. Như vậy chữ view này là đúng nha. Tầm nhìn hay là quang cảnh hay là vẻ view. Cái view, cái tầm nhìn, cái vẻ đẹp đó. Who was the leader of this project? Was him? Ai là trưởng của đề án này? Có phải là anh ta không? Was it him? Chữ này mới đúng nha. Was it him? Who was the leader of this project? Who was the leader of this project? Was it him? Ben loves rafting, but he broke his leg, so he won't. Ben rất là yêu thích đi bè, nhưng anh ấy đã bị gãy chân nên không thể quăng đi. Be able to. Okay.
Nhưng không thể vì anh ấy đã bị gãy chân. You need to make an outline first. You need to make an outline first. First. Bạn cần phải tạo ra một cái hình ảnh chung hay là một cái kế hoạch chung. Cái bản chung chung trước gọi là cái outline, là đề mục, đề mục, đưa ra những cái đề mục chung trước. You need to make an outline first. We already went over this. We already went over. We already went over this. Chúng ta đã làm qua cái này rồi, hay là đã thảo qua, đã làm, xem qua hay làm qua, tùy vào cái hành động trước đó. Mình chưa hiểu rõ cái ý này, nhưng mà đây là cái câu nha. Chúng ta We already went rồi. Over this. Chúng ta đã làm qua điều này rồi. We already went over this. We already went over this.